Và chúng ta cùng đến với trận đấu tiếp theo trong khuôn khổ giải đấu CF2L, trận đấu giữa Solider và Fear. Đội hình ra quân của hai đội bao gồm Solider sẽ bắt đầu trước bên phía Globalist, còn Fear sẽ bắt đầu trước bên phía Blacklist. Do một vài lý do trục trặc cho nên là trận đấu diễn ra hơi trễ một tí. Nhưng mà không sao, tinh thần của hai đội vẫn đang rất là phấn khởi. Lúc này đội hình ra quân của các thành viên bên phía Solider bao gồm Gia Huy, No 1, Bờm, Cây và Đa Đê. Còn bên phía của Fear gồm có phận Phật Tổ, Phật Tổ, Như Lai, Like, Tanker and Lính. Lính. Wow, nghe cái tên có vẻ rất là tay du ký nhỉ. Rất là tay du ký. Trận đấu này được dự đoán sẽ là một trận đấu hot bởi vì cái sự chênh lệch giữa trình độ hai bên là không quá cách xa nhau. Tôi nghe anh nói hot là bắt đầu tôi nghĩ tới cái chuyện hồi trước. Anh vẫn nói hot và chiến thắng vẫn là 10-0 dành cho đội kia. Và trong cái quá trình chúng ta đợi hai bên ban pick thì có thể bên phía kỹ thuật có thể cung cấp cho tôi được một cái thông tin nào là hai bên quyết định ban pick nhau những cái súng gì không? Thì bên phía kỹ thuật cũng chưa có thể nắm được thông tin và kỹ thuật vẫn méo biết luôn. Theo như cái sao lại có một người rời phòng rồi. Theo như cái thông tin tôi vừa nhận được trước khi mà qua đây thì bên phía Solider họ quyết định ban cho mình khẩu súng đó chính là MOA1S Beast, cái khẩu súng vừa được tặng free vào ngày hôm nay. Còn về các map thi đấu thì cứ phải đợi khi nào trận đấu được bắt đầu thì chúng ta sẽ biết được map thi đấu được lựa chọn sẽ là map nào. Có lẽ như cả hai đội đang thống nhất với nhau những map lựa những cái map mà mình sẽ phải bắn cũng như là ban súng như thế nào. Và dường như là họ đang chọn một map mang tên là Hội Hoa Đăng. Vào cái map thi đấu Hội Hoa Đăng thì theo mình nghĩ là cái khẩu súng đáng để ban đó là chính là khẩu Barrett. Bởi vì ngày hôm qua sai lầm đã diễn ra cho một trong một số trận đấu khi mà lựa chọn map Hội Hoa Đăng nhưng lại không ban Barrett. Điều đó được chứng minh cụ thể bằng cái việc thanh niên WePro sử dụng Barrett và hành cả team bạn. Một chiến thắng cực kỳ dễ dàng cho WePro ở map đấu Hội Hoa Đăng. Ở Hội Hoa Đăng thì cái khoảng cách rất là xa, có những cái chiếc thùng cho nên là rất dễ phát huy uy lực cũng như là cái tính năng của Barrett bắn xa. Lực mạnh, sát thương cao và xuyên tường rất là gọn. Chính vì lẽ đó mà nên ban Barret. Hai đội đang gặp một tí gì đó trục trặc. Có lẽ như cả hai vẫn rất thận trọng trong quá trình chọn map cũng như là ban súng gì, sử dụng súng gì. Điều đó chứng tỏ là trận đấu này có ý nghĩa rất lớn với bản thân mỗi đội. Solider cũng như là Fear. Solider và fear là nỗi sợ hãi, còn soldier thì tôi hình dung đến một từ là cái từ soldier, có vẻ như là những người lính nhưng mà họ đang muốn làm mới cái từ này đi, họ không đọc là soldier mà họ đọc là soldier cho người ta muốn nhớ tới cái tên của họ lâu hơn, là nỗi sợ của những người lính chăng, có liên quan. Liệu rằng những người lính có vượt qua được nỗi sợ hay nỗi sợ sẽ lấn át? Anh rất hay. Danh sách trọng tài ở trận thi đấu này có trọng tài số 007, trọng tài 008, Caster, Igor và Paul là tài khoản sử dụng của tôi và anh Đạt đây. Mình biết là có vẻ như là cả hai bắn vào cái giờ là 16 giờ thì có vẻ như là mọi người đang nghỉ trưa hoặc là đang nghỉ chiều. Thì hy vọng rằng mọi người hãy bật máy tính của mình lên hay hoặc là bật điện thoại lên xem livestream và lấy cho mình những cái mã code đem về, nhanh tay lên nào. Và cũng như là xem chiến thuật của hai đội, xem hai đội cống hiến như thế nào cho khán giả nhé. Lúc này thì tôi đang chờ tín hiệu bắt đầu trận đấu đến từ ban tổ chức, đến từ những trọng tài đang trực ở trong phòng. Và trận đấu đã được bắt đầu. Solider và Fear, map thi đấu là map Hội Hoa Đăng. Hội Hoa Đăng. Solider là những người bắt đầu trước bên phía Globalist và Fear là những người bắt đầu trước bên phía Blacklist. Blacklist. Anh có thể giới thiệu lại đội hình ra quân của cả hai đội. Đội hình ra quân ở bên phía Fear là gồm có Như Lai, Phật Tổ, Like, Tanker và Lính. Ok, còn đội hình phía bên phía Solider là Gia Huy, No 1, Bờm, Đa Đê và Cây. Lúc này người mở bát đầu tiên đó là No 1 với một pha double kill
Double của kill. Khẩu AK-47 lính khùng và tanker đã phải ngã xuống. Lai và Phật Tổ cũng không còn nhiều máu, dường như những pha đấu súng No 1 tiếp tục có mạng. Tôi muốn xem vào cái góc quay của thanh niên No 1 này, bởi vì anh ta thi đấu cực kỳ xuất sắc, nhưng Lai đổi được một mạng. Đây là vị trí của Phật Tổ, lúc này anh ta đang đứng ở khu vực mid, đi lên trên khu vực long A với khẩu M1 Transformer trong tay. Phật Tổ còn 46 máu, còn 64 giáp. Liệu rằng Phật Tổ có tạo ra được phép nhiệm màu như trong bộ phim Tân Du Ký hay không? Hay sẽ bị lật kèo? Lũ đang kẹo được quăng ra. Một quả bom được quăng ra và Phật Tổ sẽ lượm được C4 hay không? Nhặt quả C4, phát hiện được vị trí của cây sẽ là C4 đấu súng. Và cây đấu súng ở khu vực xe lửa đến từ cây và Phật Tổ. Phật Tổ lùi về. Thay đổi chiến thuật. Phía bên kia No 1 đang đi móc lốp. Tôi muốn xem góc quay của No 1, bởi vì No 1 rất có thể sẽ hạ gục được Phật Tổ ở trong tình huống này. Đây, Phật Tổ hạ gục được bom nhưng đã bị lộ vị trí và No 1 có mạng thứ tư. Có mạng thứ tư trong round đấu đầu tiên. 5 mạng của bên phía Fear đã bị No 1 lấy hết 4 mạng. Mạng cuối cùng thuộc về cây. Rất ấn tượng với màn trình diễn đầu tiên của No 1. 1-0 nghiêng về bên phía các thành viên Solider. Dường như là Như Lai phải đi chung với lại Phật Tổ mới phát huy được sức mạnh. Lúc còn này mà đi riêng thì sẽ bị chệch choạc ngay. Như Lai đang di chuyển khu vực cầu mid. No 1 và Như Lai dường như sẽ gặp nhau. Đâm thẳng sẽ ra gặp bên nhau. Khu vực bom xe A phát hiện được vị trí của No 1. No 1, một quả bắn xuyên tường. Một pha thi đấu cực kỳ chủ động đến từ vị trí của No 1. Có vẻ như Bờm là người thi đấu lỗi trong tình huống vừa rồi, nhưng mà không sao, No 1 đã gọi là đã sửa sai cho người đồng đội của mình bằng việc hạ gục Như Lai. Tôi có cảm giác như là No 1 sẽ là người gánh team và sẽ là người kết thúc cuộc chơi này một cách sớm nhất có thể. Trận đấu đang diễn ra với cái việc mà chỉ có một mình No 1 được chơi game, 7 mạng rồi. Liên tiếp là những cái mạng hạ gục đến từ thanh niên No 1 này. Như Lai, Phật Tổ thì cũng phải chết hết. Lai, lính khùng cũng đang dần dần bị tỉa dần máu đi. Thi đấu cực kỳ xuất sắc với khẩu AK-47 Transformer. Chỉ có một mình No 1 và Kay chơi trong game này, tôi chắc chắn điều đó. Ba thành viên kia, à không, lúc này thì có thêm Gia Huy tham chiến nữa rồi. Lần này thì No 1 đã lấy đi 3 mạng của bên phía Fear. Các thành viên bên phía Fear có vẻ như là họ bị chính cái nỗi sợ hãi như cái tên của họ ám ảnh, không thể nào mà thi đấu được. Hoặc là cái tên thật sự là Fear, thật sự là nỗi sợ trong trận đấu này chính là No 1. À, phải chăng họ đang ám chỉ chính bản thân họ, hoặc là ám chỉ một thành viên nào đó ở bên phía đội của Soul Leader? Như Lai cùng đây, với lại Phật Tổ đang đi chung với nhau. Phật Tổ đang đi cùng với cả Như Lai ở khu vực Long A. Một quả flash ném vào bên trong khu vực xe lửa đi kèm sau Phật đó. Phật Tổ Như Lai sẽ chiến đấu cùng với lại Gia Huy, Kay và Date. Lùi về rồi. Có vẻ như wow, sao tự nhiên Phật Tổ và Như Lai đã quay trở lại? Một tình huống phát bom sai. Đi vào K3. Chỉ là ném ném những quả bom để tập trung sự chú ý của bên phía team Solider về khu vực bom xa. Nhưng mà No 1 và Phật Tổ, No 1 Phật Tổ rất rác đến từ vị trí của Phật Tổ. Đây, đứng lên nào, đứng lên. Đứng lên là thấy hết, đứng lên. Cái gì đây? Anh ta không dám, anh ta đang sợ. Ở cái góc này chỉ cần đứng lên, đây, phát hiện được vị trí của No 1 rồi, bắn xuyên tường và hạ gục được No 1. Có được một mạng đến từ vị trí của Phật Tổ. Đấy, đứng lên là thấy hết tất cả các thành viên bên trong bonsai. Gia Huy thì đã cứu. Tỉnh táo. Rất tỉnh táo, chỉ còn một mình Như Lai thôi. Như Lai 1 vs 4. Gia Huy, Bờm, Day và Kay. Bờm là người đi móc lớp và Bờm là người bị Như Lai hạ gục. Còn nguyên máu, nguyên giáp. Như Lai và Gia Huy. Tiếp theo đó có thể như là Như Lai đang giữ cho mình quả C4. Và lúc này đang bị quay ở khu vực mid. Hãy bình tĩnh. Còn lại 2 máu thôi. 2 máu với một tình huống bắn chính xác của Kay. Và rất khó cho Như Lai. Và tỷ số 3-0 dành cho bên phía Soul Leader. Chúng tôi tưởng Soul Leader rồi. 3-0. Các thành viên bên phía Fear gặp khó khăn trong việc tấn công bonsai. Liên tiếp là những quả smoke quăng vào phía K3. Đây, lần này thì các thành viên bên phía Soul Leader ép luôn qua khu vực ngách B. Vì Như Lai đang có định móc vào khu vực nước lên bên trên khu vực bonsai B và có cho mình một mạng. Ngay lập tức thì No 1 quay qua một viên AK vào giữa đầu của Như Lai. No 1 đã lấy lại mạng của bọn. Và No 1 nó bị Tanker lấy. Và Tanker đã bị Gia Huy lấy đi mạng. Một pha ăn miếng chơi miếng rất là... Một tình huống đổi mạng đến từ Gia Huy và Tanker. Lính đây, khùng. Đây, có cho mình một pha double kill. Gia Huy và lính khùng. Hình như ở cái trận đấu này bên phía Solider cứ... 4-0 dành cho Solider. Bên phía team Solider cứ mỗi một round đấu thì họ có một thành viên thi đấu xuất sắc.
hai rau đầu tiên là No 1, rau thứ ba là cây và rau vừa rồi đó là bơm. Bơm rất hay. Vẫn luôn là một thế trận dằn, họ luôn chủ động ở bên Solider thì luôn dằn ở bên vị trí bonsai B và đây một là... Phật tổ Như Lai cũng như là các thành viên khác phải chạy qua, không tấn công được cả bonsai, không tấn công được, rất khó. Một quả smoke được quăng ra, liệu rằng đây và Gia Huy có thấy được chỗ của Phật tổ hay không? Vẫn chưa. Lính khùng đã ngã xuống, Lai cũng đã ngã xuống. Double kill của No 1, anh ta đang thi đấu cực kỳ xuất thăng sắc, hoa, cực kỳ thăng hoa. Cầm lao lên luôn, cầm AK bảy trên không một sẽ là một xong nữa. Một pha headshot nữa, headshot. Và Như Lai sẽ là người tiếp theo, lại là một pha double kill xử lý. Hay. Liệu rằng có một pha clear team trong tình huống này không? Phật tổ đang nằm trong tầm ngắm của No 1 và No 1 có một pha clear team. Pha clear team từ đầu giải đấu đến giờ thuộc về No 1 thành viên bên phía team Solider, và pha clear team vừa rồi cũng đã kết thúc mang về thắng lợi 5-0 dành cho Solider trong loạt đấu BO3, trận đấu giữa Solider và Fear. 5-0. Một chiến thắng mà có thể là rất là dễ dàng cho bên phía Solider mà không cần phải quá nhọc nhằn. Với sự thăng hoa của No 1 cũng như là Bờm cũng như là cây thì Solider đã mang về cho mình chiến thắng 5-0. Và hãy cùng chờ đợi xem Fear có lực ngược tình thế hay là cân bằng được hay không. Thì chúng ta hãy cùng đến với... Lần này sẽ là đổi bên. Trận đổi bên tiếp theo. Nói Fear sẽ quay về Global Risk, còn Solider sẽ là về Blacklist. Vừa rồi thì... Trong cái loạt đấu vừa rồi thì No 1 không cho các bạn chơi game. No 1 không cho các thành viên bên phía Fear có thể chơi game. Không cho thở, không cho không chơi cho game. Thở. Đúc hành cho ăn riết. Với cây AK-47 Transformer thì No 1 hoàn toàn làm chủ thế trận. Vậy là những cái team nào mà sắp thi đấu với lại team Solider, hãy cẩn thận No 1 nha. Không, là biết là phải cấm vũ khí nào rồi. À, hiểu. Đây, chúng ta cùng xem cái góc quay của No 1. Bắn cực kỳ chắc tay, cực kỳ chủ động, cực kỳ tự tin. Đã đây là người đầu tiên lao lên bên trên khu vực bom xe B. Một quả flash của No 1 anh ta lùi về, tránh đi được quả flash đó. Và tôi nghĩ No 1 sẽ có mạng trong tình huống này. Lắc ra check rất cẩn thận, đã đây có mạng trước. Lai đã ngã xuống và No 1 cũng đã rớt xuống với Tanker. Và Tanker đã bị chết với Day. Một pha double kill của Day. Vẫn là lao lên đến từ vị trí của Day. Anh ta chỉ còn lại cho mình khoảng 4 đến 5. Phật tổ và Như Lai có nào đến phép màu hay không? Hay cũng sẽ phải ra đi. Bom được thiết lập thành công. Như Lai còn 23 giọt. Đặt bom được không? Đi. Một quả bom. Nổ một quả bom double kill đến từ vị trí của Như Lai. Anh hy sinh thân mình và quăng một quả bom để hạ sát hai đối thủ. Chết, không nói được điều gì. Chỉ còn bom và cây. Chết mà vẫn kéo theo được các thành viên bên phía của ai nhỉ? Của Solider. Solider. Tình huống 1v1 và bom được đặt thành công tại bom. Chiến đấu cùng với lại lính khùng. Bom ơi, hãy cố gắng câu giờ để nào để quả bom chuyển sang màu đỏ. Cố gắng lên nào, rất hay, một vị trí vô cùng thuận lợi. Đặt bom và chọn cái góc để thủ quả bom này cực kỳ tốt, đến từ vị trí của bom. Nghe cái tên bom thì có vẻ như là hơi đần, nhưng mà thực ra thì không đần một tí xíu nào. Một bên là lính khùng sẽ bị rơi vào bẫy ngay thôi. Y chang bom là người đã giành chiến thắng và giúp cho Solider mang về với tỷ số là 1-0. Trận đấu coi như là đã được định đoạt và chiến thắng thuộc về team Solider. Tuy nhiên, vẫn như thường lệ, phải bắn hết năm. Phải bắn hết. Thua thì cũng phải thua trong sự vinh dự, tôn trọng. Thua thì vinh dự là sao? Vinh dự có nghĩa là thua, nhưng mà mình vẫn ngẩng cao đầu là tôi đã bắn hết trận chứ không phải là bỏ cuộc giữa chừng. Đây, lần này thì các thành viên bên phía Solider có thể tự tin vào cái trận đấu này. Họ dàn trải đội hình của mình ra ở khu vực cầu mid. Vẫn là No 1 bắn ngay đường Long B. Và tới Gia Huy liên tiếp là hai cẩu AK Transformer rỉa liên tục vào khu vực Long B. No 1 là người đi tiên phong. Đa đây là người đầu tiên bị hạ, người ăn được cái mạng của Đa đây đó là Như Lai. Phát hiện luôn vị trí của cây. Theo như tôi nghĩ đã ban đi khẩu Barret. Không có khẩu Barret nào xuất hiện ở trong này. Tất cả đều sử dụng vũ khí đó là AK-47 và MO1. Tôi cảm thấy cái sự hợp tác cũng như là cái sự thống nhất của tất cả những team, của tất cả các team đang tham gia là rất cao. Bởi vì dường như họ ban khẩu súng nào thì họ sẽ không bao giờ sử dụng khẩu súng đó. Và đó là một cái gọi là một cái điều chuyên nghiệp mà tất cả các team cần phải thực hiện nếu như mà muốn nâng cao khả năng của mình. Đây, 4 thành viên bên phía Solido quyết định đi cùng nhau di chuyển ngược từ khu vực Long B về khu vực Long A. Một quả flash được ném lên.
Và Như Lai và Lính Khùng đã bị dính. Như Lai bị mù, quyết định lao ra. Như Lai đã ra đi, còn Lính Khùng, Phật Tổ đã cứu được Như Lai, đã lấy lại một mạng giúp cho Như Lai. Lính Khùng tiếp tục lao ra sấy và sẽ là một quả bom. Không, không, một quả bom, tuy nhiên là rất may cho anh ta là anh ta không bị dính sát thương một quả bom vừa rồi, một quả flash. Bảy máu. Bơm và Gia Huy đang cố gắng rỉa máu của đây, hai thành viên bên phía Solidor chạy ngược về ngay. 1 vs 2 và chắc chắn là Lai phải nằm xuống. Bơm và Gia Huy chiến đấu cùng với lại Phật Tổ, Lính Khùng và Tanker. Liệu rằng 2 vs 3 có chống lại được hay không? Một quả flash được quăng ra. Lính Khùng chắc chắn là đã bị dính. Nhưng mà cái số đông thành viên của bên phía Phi đã chứng minh được cái lợi thế về số lượng trong cái những tình huống đấu súng. Bên nào nhiều người hơn thì bên đó sẽ thắng. Bơm ơi, hãy bình tĩnh nào Bơm ơi. Bơm hạ được 1. Bơm hạ Phía được 2. Bơm có double kill. Bơm có được triple kill hay không? Vẫn giữ C4, phát hiện được vị trí của tanker. Phát hiện được vị trí của tanker và rất có hay. Được pha triple kill đến từ Bơm. 7-0 dành cho Solider. Không cần phải nói tới cái việc tỷ số ở đây nữa. Bây giờ chúng ta sẽ vào đây và chỉ xem highlight mà thôi. Trận đấu này có rất nhiều tình huống đáng chú ý. Thứ nhất, No 1. Thứ hai, Bơm. Tình huống vừa rồi của Bơm. Và thứ ba là một quả bom sau khi chết kéo đi được hai mạng của Như Lai. Như Lai. Như Lai. Đây, cây lao lên, hạ gục được Như Lai. Lính Khùng dường như sẽ phải hy sinh nếu như anh không muốn. Người tiếp theo có lẽ là Phật Tổ. Như không, Lai. Phật Tổ hạ gục được No 1. Có vẻ như khi Phật Tổ có một double kill với khẩu emu của một Transformer. Đấu súng ở khu vực xe lửa thì các thành viên bên phía Globalist sẽ lợi thế hơn, bởi vì cái góc bắn của họ là tuy rằng kết quả đã được phân định nhưng mà ở bên phía của Fear vẫn cố gắng chống cự hết sức. Một mình Bơm chống lại Phật Tổ, Lính Khùng và Fear lại một lần nữa VS3. Có triple kill hay không? Phát hiện được Lính Khùng là chắc chắn. Đây, đột Lính Khùng một đột mạng, lại là một mạng. Người đầu tiên nằm xuống là Lính Khùng. Bây giờ quay ngược lại, vẫn mang cho mình đó là khẩu C4. Thành viên Lính Khùng bên phía team Phi có vẻ như gặp một số trục trặc về máy móc thiết bị. Anh ta liên tục around vào Bơm. Một người con gái đó, cầm một cây bút phía Lai rồi. Và Lai chắc chắn sẽ nằm trong tình huống này. Một mạng nữa dành cho Bơm. Lai là một pha đục. Và Phật Tổ là người cuối cùng. Phật Tổ và Bơm. Đây đây đây, chủ động kêu trước đến từ vị trí Phật tích. Tổ lắc ra. Phật Tổ không bắn được vị trí của Bơm. Phật Tổ yếu máu. Phật Tổ phải lùi về. Bơm sẽ có mạng. Cho tôi xem góc quay của Bơm vì chắc chắn Bơm sẽ giành chiến thắng trong cái kèo đấu này. 14 máu bên kia Phật và Tổ 5 còn máu. 3 máu, 5 máu mà thôi. Một quả bom ném ra nhưng mà là bom mù. Thời gian còn lại là 45 giây. Thời gian còn rất nhiều cho Bơm. Bơm rất tinh tế. Rất tinh tế. Anh không nóng vội, anh không hấp tấp. Thay vào đó, anh tìm cho mình một vị trí thích hợp cũng như là di chuyển một cách di rất hợp lý. Di chuyển xuống khu vực nước và chạy sang khu vực bom xe A đặt bom. Quá hay. Rất Bơm tinh tế. Không hề Bơm. Không hề Bơm. Tôi nói với anh rồi mà, không hề Bơm. Lúc này thì Phật Tổ đã biết vị trí đặt bom là ở bên khu vực bom xe A. Tuy nhiên anh ta phải cứu bom như thế nào đây? Một quả bom được đặt cho khu vực nước và Bơm chỉ việc câu giờ. Câu giờ. Một quả smoke ném vào. Bơm nấp rất cẩn thận ở cái góc này. Dường như tôi nghĩ một quả smoke ném vào là không hợp lý, bởi vì khi quả smoke phát tán ra không, thì sẽ không thấy Bơm. Không không không, đây là một tình huống gỡ bom lén đến từ vị trí. Không được rồi, Bơm lại một lần nữa. Anh ta 1 vs 3 thành công. Ở cái lượt thi đấu đầu tiên, No 1 thể hiện bao nhiêu thì cái lượt thi đấu thứ hai là lượt thi đấu của Bơm. Họ đang thay phiên nhau tỏa sáng để giúp cho Soul Leader chiến thắng. Liệu rằng sẽ là một chiến thắng 10-0 chăng? Nếu như mà là một chiến thắng chóng vánh như vậy thì trận đấu này sẽ gói gọn trong hai cái từ: Bơm và No 1. Ở đây, đây, Lai quyết định đẩy lên bên trên khu vực Long B và lấy đi cái mạng của Bơm. Bơm đã hy sinh, Lính Khùng đã phải ngã xuống. Gia Huy ngay lập tức hạ gục được. No 1 đã thể hiện ngay lập tức sau khi Bơm ngã xuống. C1 đã bị rớt. À, C4. À. C1 là ngày 5 tháng 6 đã chung kết. Mình bị lộn, tức mình thì mình fan đá banh, mình bị lộn. Đó, lúc này là tình huống đấu súng giữa No 1 và Tanker. Tanker và No 1. Đây, chắc chắn là ông Tanker nằm xuống rồi. Với cái số lượng máu ít ỏi như vậy thì Một đấu hai chắc chắn là khó qua đêm nay. Có lẽ là phải lên bảng đếm số thôi. Bom đang nằm trong người của Dade. Và có vẻ như thanh niên này không có ý định đặt bom gì phải. Và ác một cái là Tanker đang cầm một khẩu súng AK-47.
Đây rồi, đặt bom này, đặt bom ở khu vực bom cyber thành công. Enzo nô một bọc lót cho Dade, Dade đi đặt bom. Và bom được thiết lập thành công ở khu vực bom cyber. Đây đây đây. Nô cả 1. Hai đang đối diện nhau mà không biết. Và nô một đã tỏa sáng. Bom nằm xuống, nô một tỏa sáng, nô một nằm xuống, bom tỏa sáng. Họ thay phiên nhau thăng hoa để giúp cho Soul Leader chiến thắng. Anh có nghĩ là một tay chơi hai máy không? Đâu phải thần thánh đâu anh. Họ đâu phải có bốn tay. Bùm, một trái bom, bom còn 71 máu. Nô một cũng không còn khỏe sau cái tình huống đó. Đây, nhưng mà đã đê hạ được like. Sau khi bị ăn một trái bom thì bom có vẻ như bị choáng nên bắn nhầm đa đê. Như like có một pha đứt vừa khu vực cổ mít. Phật tổ thì đang đứng ở đây, bom phát hiện được vị trí của Phật tổ đang bắn vào và mạng thuộc về. Chương. Có vẻ như vị trí của bom thì không có thuận lợi cho không lắm. Thuận lợi, đúng vậy. Ô, oh, như vậy là một pha double kill của Như Lai đã mang về cái rau thắng đầu tiên cho các thành viên bên phía Phi ở cái lượt đấu này. Một bàn thắng danh dự. Cũng phải thôi, bên phía Soul Leader quá xuất sắc. Ép lên. Như Lai đã ngã xuống với Da D. Bom và No1. Bom và No1 đi cùng với nhau, lính khùng sẽ phải hứng chịu hậu quả như thế nào? Một quả flash đếm ra bên ngoài khu vực cầu B và nhảy xuống khu vực nước đến từ vị trí của Da D. Lắc ra, phát hiện được lính khùng, sấy, tuy nhiên sấy một quả táo đỏ được lên trên bảng. Sấy lỗ nhưng bằng một cách nào đó một viên đạn vô tình găm vào đầu lính khùng và mạng thuộc về Da D. Bom đã được thiết lập. Tiếp tục là lao qua sấy và tanker có một mạng, Lai có một mạng. No 1 đổi được một mạng của Tanker. Giết Da D, Enzo, No 1 giết lại Tanker. Ăn miếng trả miếng, 1 đổi 1. Lúc này là tình huống 2 vs 3. Còn lại Phật Tổ. Phật Tổ chiến đấu cùng với No 1 không qua rồi. Và chiến thắng dành cho No 1. Tỷ số là 11. Rất là kịch tính. Ít ra thì họ có một rao đấu thắng danh dự. Rao đấu thắng danh dự vẫn rất là động viên cũng như là cổ vũ cho cái tinh thần là thua nhưng mà không bại. Có một cái tinh thần thép như là đội tuyển Đức với Đan thua nhưng vẫn chiến đấu với lại hết sức bình sinh của mình. Đổi lại đó thì họ có một pha highlight. Một pha highlight của Phật Tổ. Phật Tổ cùng với đó là một pha hy sinh thân mình, quăng một quả bom để kéo theo hai bên kia chết của Như Lai. Rất hay. Và chúng ta hãy cùng chờ xem ở màn thi đấu với map là tàu chở hàng thì Fear có tạo nên được kỳ tích hay không, hay vẫn sẽ để cho Soul Leader giành thế thượng phong. Chúng ta hãy cùng xem nhé, đừng rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ có những diễn biến ngay sau đây. Chào mừng các bạn đã trở lại với trận đấu giữa Fear và Soul Leader. Sau khi mà Fear họ có được một trận đấu thắng danh dự thì họ quyết định là dừng cuộc chơi tại đây, bởi vì cái sức mạnh đúng nghĩa là phi đến từ Soul Leader. Những chiến binh đúng là đã vượt qua được nỗi sợ hãi, và không hề chùn bước mà đã mạnh mẽ vượt qua nỗi sợ hãi bằng cách là chiến thắng 11. Và qua chiến thắng đó thì đã làm cho tinh thần của bên Fear bị nao núng, cũng như là tinh thần đồng đội đã không còn giữ được, cho nên là họ đã quyết định dừng cuộc chơi. Thay vì chấp nhận thêm một thất bại nữa thì họ đã quyết định thay vì thua 2-0 thì mình thua 1-0 thôi, vẫn giữ cho mình được một cái danh dự và một trận thắng. Nếu như mà được quyền thi đấu thì Phi chắc chắn có thể nói là anh ơi, có thể nào cho 5 người bọn em bắn với bom và nô 1 không, đừng bỏ ba ông kia vào đó. Có nghĩa là 2 vs 5. Rất là fair lion hả? Nếu như mà 2 vs 5 thì khả năng thắng cũng thấp lắm, bởi vì nô 1 và bom mới đúng là Fear. Mới đúng là Fear. Ok, như vậy là kết quả trận đấu đã được định đoạt và Soul Leader giành chiến thắng trước Fear với tỷ số là 1-0.